Có một chị cũng học lớp 3 nâng cao vừa rồi và có truyền cho một bà cụ 90 tuổi, và bà cụ là bị khiếm thính. Đó, khiếm thính 90 tuổi ạ. Trong những ngày đầu truyền thì bà ngủ rất ngon, nhưng sau đó thì bà cụ lại không ngủ được. Thì có nên tiếp tục hỗ trợ cho cụ nữa hay không ạ? Vâng, chúng ta vẫn phải tiếp tục. Vì mỗi một lần chúng ta hỗ trợ giống như là cái người thân quen chị em đó uống một cái liều thuốc bổ hay là ăn một cái nguồn dinh dưỡng mà họ thích đó, thì chúng ta vẫn tiếp tục giúp hoài chứ không phải là giúp một hai ngày là ngưng. Cái đó là trường kỳ rồi, phải phải liên tục hỗ trợ liên tục thì cái trạng thái sức khỏe từ từ sẽ được cải thiện lại. Anh chị em nhớ những người mà vào năng lực gốc học thì tốt nhất, và tự mình kích hoạt phần kích thích tế bào gốc mình thì hiệu quả nó xác suất thành công rất là cao. Còn nếu mà những anh chị em cô bác mà lớn tuổi không có đủ cái phần minh mẫn sáng suốt để đón nhận, để học hỏi thì chúng ta nên hỗ trợ cho đến khi nào liên tục. Mỗi ngày anh chị em thương người thân mình đi, cho 5 phút 30 giây đi đâu có nhiều lắm đâu. Mà giờ lên anh chị em lên lớp cao rồi chỉ còn có 3 phút rưỡi à, thì đâu có gì đâu mà anh chị em phải tha tiện nha. Cố gắng, những người thân, những người lớn tuổi, ông bà của chúng ta đang cần cái sự hỗ trợ của anh chị em liên tục, mỗi ngày chúng ta ít nhất là một lần hoặc hai lần để giúp cho sức khỏe ông bà chúng ta, những người lớn tuổi được cải thiện. Thì khi cải thiện dần 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 rồi cái não bộ được được sáng suốt hơn rồi, lúc đó học cũng không muộn. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng giúp trong những thời gian đầu.